Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đã đánh dấu một loạt những rắc rối pháp lý lớn với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những vấn đề mà ban đầu người ta cho rằng sẽ nhấn chìm con đường trở lại Nhà Trắng của ông. Nhưng lúc này, cựu Tổng thống Trump lại đang dẫn trước trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tại các cuộc thăm dò dư luận quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Biden hiện được coi là ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ. Sức nóng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 lúc này đã được cảm nhận rõ rệt. Phóng sự bầu cử Mỹ, viễn cảnh cuộc tái đấu Trump-Biden của Tin tức TV tuần này sẽ cùng quý vị nhìn nhận toàn cảnh thế trận bầu cử Tổng thống Mỹ hiện nay cùng những nhận định, đánh giá về triển vọng của các ứng cử viên tiềm năng trên đường tới Nhà Trắng năm 2024. Mời quý vị cùng theo dõi. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 có thể sẽ là một trong những cuộc bầu cử gay cấn nhất ở Mỹ. Dựa trên các kết quả của một loạt cuộc thăm dò, nhiều khả năng cuộc bầu cử năm tới sẽ tái diễn lại cuộc đối đầu năm 2020 giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Cử tri Mỹ lúc này cũng đang chia rẽ lớn. Những người chỉ trích ông Biden cho rằng ở tuổi 82, Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã quá già để tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Do những thương vụ kinh doanh gây tranh cãi của con trai ông là Hunter Biden, Tổng thống đã bị Hạ viện chính thức mở cuộc điều tra luận tội, một nỗ lực có thể mang ít ý nghĩa pháp lý nhưng có nguy cơ gây ảnh hưởng về chính trị. Trong khi đó, ông Trump, người sẽ 78 tuổi khi cử tri đi bỏ phiếu, đang đối mặt với 81 cáo buộc hình sự trong 4 cáo trạng và dự kiến sẽ ra tòa trong thời gian cao điểm của chiến dịch bầu cử. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là một trong những cuộc bầu cử lạ thường nhất mà nước Mỹ từng chứng kiến. Theo kế hoạch, ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới sẽ diễn ra vào thứ Ba, mùng 5 tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, để đi đến ngày đó, nước Mỹ sẽ trải qua giai đoạn đầu tiên, chứng kiến hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ lựa chọn ứng cử viên Tổng thống của họ thông qua bầu cử sơ bộ hoặc họp kín ở mỗi bang. Tiểu bang Iowa, như thường lệ, sẽ nổ phát súng đầu tiên vào ngày 15 tháng 1. Tiếp theo là New Hampshire một tuần sau đó. Cuộc đua thường đạt đến điểm quyết định vào ngày 5 tháng 3, 2024, khi hơn một chục bang bỏ phiếu cùng lúc trong ngày được gọi là siêu thứ ba. Siêu thứ ba thường là ngày có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch tranh cử, ngoài ngày bầu cử. Kết thúc giai đoạn bầu cử sơ bộ, các đại biểu của từng đảng sau đó tập trung tại Đại hội Toàn quốc vào mùa hè để chính thức đề cử ứng cử viên Tổng thống của đảng mình, mở đường cho cuộc đua song mã. Hiện tại bên phía Đảng Cộng Hòa có 6 ứng cử viên đang cạnh tranh suất đề cử. Ngoài cựu Tổng thống Trump còn có nữ cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, thống đốc bang Florida DeSantis, cựu doanh nhân 38 tuổi Ramaswamy, cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson. Cả 5 người này đều bị ông Trump bỏ rất xa trong các cuộc khảo sát. Bên Đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden gần như là ứng cử viên duy nhất. Còn trong số các ứng viên độc lập thì gương mặt gây chú ý nhất là nhà hoạt động Robert F. Kennedy, cháu trai của cố Tổng thống John Kennedy. Nhưng việc một ứng viên độc lập có thể làm nên chuyện gần như là không thể trong nền chính trị bầu cử Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, khi Tổng thống Joe Biden bắt tay vào chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, các quan chức Đảng Dân Chủ tin rằng ông có một nền tảng vững chắc hơn nhiều so với các đối thủ phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, những thách thức với Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng không nhỏ, đặc biệt là khi mới đây, ông lại phải đối mặt với một cản trở mới từ phe Cộng Hòa. Để hiểu rõ hơn về những thuận lợi và thách thức với Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chia sẻ của nhà báo Trần Thanh Tuấn, trưởng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại New York để tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào anh Thanh Tuấn, là người theo dõi sát tình hình chính trường Mỹ, anh đánh giá như thế nào về những cơ hội cũng như khó khăn với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc đua bầu cử 2024 ạ? Vâng, xin chào chị Hải Vân và khán giả của Tin tức TV. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã lãnh đạo nước Mỹ trong một thời kỳ lịch sử khi phải đối mặt với những khó khăn chồng chất của thời kỳ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông đã từng bước đưa nước Mỹ vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ đại dịch. Cùng với đó, Tổng thống Biden cũng đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn về lập pháp như việc thông qua dự luật về cơ sở hạ tầng, đạo luật chip và khoa học, cũng như đạo luật về giảm lạm phát, vốn nằm trong chương trình nghị sự Bidenomics rộng lớn hơn về kinh tế. Vào đầu năm 2023, hàng loạt dự báo của các tổ chức, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Nhưng giờ đây, đến thời điểm cuối năm 2023,
tình hình đã đảo ngược. Thành tích này được có được là nhờ 20 tháng vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã làm mọi cách trong khả năng của mình để hạ nhiệt cơn sốt lạm phát và tránh cho hàng triệu người lao động Mỹ rơi vào cảnh thất nghiệp. Fed đã làm được điều gần như không tưởng, đó là giảm cơn sốt lạm phát từ mức kỷ lục nhưng lại không đẩy nước Mỹ rơi vào vòng xoáy suy thoái. GDP của Mỹ thậm chí còn tăng tới 5,2% trong quý 3 vừa qua. Đây là con số ấn tượng nếu xét đến những sức ép về chính trị và chính sách mà Fed đang phải đối mặt. Tuy vậy, với tỷ lệ lạm phát cao ở mức kỷ lục trong vòng 40 năm, một bộ phận người dân Mỹ cũng đã tỏ ra không thực sự hài lòng. Và đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang đi xuống. Bên cạnh đó, cũng phải kể tới những bất lợi từ chính sách tạo việc làm chưa thực sự thuyết phục, cộng với gánh nặng và áp lực từ hai cuộc xung đột ở Ukraine và Israel đang gây chia rẽ người dân Mỹ. Thăm dò dư luận tháng 12 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Joe Biden chỉ còn 38%, tức là mức thấp kỷ lục với một Tổng thống đương nhiệm trong năm bầu cử. Tuy nhiên, các kết quả thăm dò chỉ mang tính thời điểm và tham khảo. Chỉ cần những số liệu kinh tế khởi sắc là sẽ có tác động đến lập tức tới tâm lý của cử tri và cơ hội dành cho Tổng thống Biden tái đắc cử vẫn còn rộng mở. Vâng, xin trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Trần Thanh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Mỹ luôn là cuộc đối đầu về chiến thuật, chiến lược của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Trong một nỗ lực nhiều tính toán của đảng Cộng Hòa, hôm 13 tháng 12, Hạ viện Mỹ đã quyết định mở cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Biden với ba cáo buộc đều liên quan đến con trai ông là Hunter Biden. Nhưng với cả ba cáo buộc này, phe Cộng Hòa đều chưa công bố được bằng chứng. Các nhà phân tích cho rằng nỗ lực của đảng Cộng Hòa gần như chắc chắn sẽ thất bại trong việc phế truất Tổng thống Joe Biden, ngay cả khi Hạ viện đạt được đa số quá bán cần thiết để luận tội Tổng thống. Thượng viện khi đó sẽ phải bỏ phiếu để kết tội ông về các tội danh với tỷ lệ 2 trên 3 phiếu bầu, điều gần như không thể xảy ra tại một viện mà đảng Dân Chủ chiếm đa số với tỷ lệ 51-49. Theo các nhà phân tích, mặc dù cuộc điều tra có ít ý nghĩa về mặt pháp lý, nhưng nó có thể đưa đến những tác động nhất định về mặt chính trị đối với ông Biden. Việc mở điều tra luận tội không chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi cựu Tổng thống Trump, mà còn cố tạo ra bê bối cho Tổng thống Biden trước thêm bầu cử. Tôi nghĩ chỉ có hai tác động tiềm ẩn. Một là về mặt cá nhân, đó là Tổng thống Biden là một người cha rất yêu thương và ông ấy đã lo lắng cho con trai vì nhiều lý do khác nhau trong một thời gian dài. Tôi chắc chắn rằng ông Biden sẽ rất khó khăn khi chứng kiến con trai mình phải đối mặt với những cáo buộc như vậy. Nhưng bạn biết đấy, tôi nghĩ ông ấy có thể vượt qua điều đó. Về mặt chính trị, tôi không nghĩ nó sẽ có ý nghĩa quá lớn. Mọi người đã biết từ lâu rằng Hunter Biden đang bị điều tra và hoàn toàn không có gì trong bản cáo trạng này cho thấy Tổng thống Biden có liên quan đến bất cứ điều gì. Chúng ta đều đã biết, đối thủ tiềm năng của đương kim Tổng thống Joe Biden, ông Donald Trump, cũng đã trải qua một năm 2023 với không ít sóng gió về mặt pháp lý, song vẫn là gương mặt sáng giá nhất đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi xin mời quý vị gặp lại nhà báo Trần Thanh Tuấn, trưởng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại New York để hiểu thêm về những thách thức và cơ hội của ông Trump. Thưa anh Trần Thanh Tuấn, anh nhận định thế nào về lần quay trở lại này của cựu Tổng thống Trump? Hiếm thấy ứng cử viên Tổng thống nào bước vào năm tranh cử mà lại gặp nhiều trở ngại, gặp nhiều thách thức như ông Donald Trump. Từ sự ủng hộ thiếu quyết đoán của chính các đảng viên Đảng Cộng Hòa cho tới hàng loạt cuộc kiện tụng kéo dài bất tận suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, với văn hóa chính trị Mỹ, thực tế đó lại chứng tỏ sức hấp dẫn không thể phủ nhận của chính khách này. Có không ít lý do để giới quan sát tin rằng ông Trump sẽ tái đắc cử vào tháng 11 năm 2024. Thứ nhất, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy một bộ phận rất lớn cử tri hiện nay vẫn trung thành và ủng hộ ông Trump. Đây là nhóm cử tri da màu, cử tri trẻ và tầng lớp trung lưu vốn đông đảo tại Mỹ. Nhóm cử tri này đang tỏ ra quan điểm không hài lòng với sự điều hành của nền kinh tế. Thứ hai là nhiều lo lắng bủa vây người dân. Cử tri Mỹ không chỉ không yên tâm về vấn đề kinh tế mà còn liên quan đến vấn đề khác như việc giải quyết nạn tội phạm, dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ từ biên giới phía Nam. Rất nhiều cử tri Mỹ tỏ ra bất an, họ lo ngại các giá trị nền tảng của Mỹ như quyền sở hữu nhà ở, mức lương tương xứng hay giáo dục đại học đang ngày càng trở nên xa tầm với đối với cả nhiều người dân Mỹ. Trong khi đó,
đây lại chính là những điểm mạnh trong phong cách lãnh đạo của ông Trump khi trên cương vị tổng thống. Thứ ba, đó là sự chia rẽ và khoảng trống quyền lực của chính trường Mỹ trong bối cảnh hiện nay cũng đang có những lợi thế nhất định dành cho ông Trump. Thăm dò dư luận của Viện Cato, hãng tin Reuters và nhiều hãng tin khác cho thấy có khoảng 56% cử tri không muốn chứng kiến màn tái đấu Trump-Biden trong cuộc bầu cử năm nay. Tuy nhiên, nếu như được hỏi chọn ai trong cuộc đấu tay đôi giữa ông Trump và ông Biden thì có tới 65% đã dành niềm tin cho cựu Tổng thống Donald Trump. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Trần Thanh Tuấn. Thưa quý vị, các kết quả thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước, nhưng rõ ràng một viễn cảnh liên tiếp những phiên tòa hình sự cộng với phán quyết cấm tham gia bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Colorado của tòa án tối cao bang này cũng sẽ là trở ngại không dễ dàng với vị cựu tổng thống này. Giới chuyên gia cho rằng nếu chỉ đứng đơn độc thì phán quyết cấm tên cựu tổng thống Donald Trump xuất hiện trên lá phiếu bầu cử của bang Colorado sẽ không tác động lớn tới ông trong cuộc bầu cử năm 2024. Trước hết là vì nếu tên ông Trump bị xóa khỏi lá phiếu bầu cử sơ bộ của bang này, thì vị cựu tổng thống vẫn có thể giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của các bang khác, từ đó trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Thứ hai, Colorado là bang an toàn của Đảng Dân Chủ, nghĩa là đương kim Tổng thống Joe Biden gần như nắm chắc chiến thắng ở đây, bất kể số phận của ông Trump ở bang này ra sao. Tuy nhiên, phán quyết mà Tòa án Tối cao Colorado đưa ra có thể đặt ra một tiền lệ nguy hiểm với số phận chính trị của cựu Tổng thống Trump. Giáo sư Derek Mueller tại trường luật Notre Dame, Mỹ nhận định nó có thể khuyến khích các tòa án tiểu bang khác hành động và là mối đe dọa lớn đối với khả năng tranh cử của ông Trump. Quyết định của tòa án bang đặt ra một tiền lệ lịch sử mà các bang khác có thể làm theo. Đó là một phán quyết mang tính bước ngoặt. Tôi không thể nghĩ ra cách áp dụng quy định này trong thời hiện đại. Phán quyết này có thể có tác động tàn khốc đối với sứ mạng giành đề cử và bầu cử của cựu Tổng thống Trump nếu các bang khác đi theo tiền lệ ở Colorado. Bên cạnh đó, phán quyết tại Colorado còn tạo tiền đề cho Tòa án Tối cao Mỹ xem xét liệu ông có đủ điều kiện để phục vụ một nhiệm kỳ Tổng thống nữa hay không. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ luôn là dòng sự kiện thu hút mọi sự chú ý của dư luận khắp thế giới, và một cuộc bầu cử có sự tham gia của một gương mặt đặc biệt như ông Donald Trump thì càng khiến sức hút đó nóng hơn. Năm 2020 là một cuộc bầu cử sít sao, quyết liệt giữa ông Joe Biden, người sau đó đã giành chiến thắng, và ông Trump, thậm chí còn đưa đến đỉnh điểm là vụ bạo loạn có 102 trong lịch sử Mỹ nhằm vào điện Capitol. Đường đua bầu cử Mỹ năm 2024 chắc chắn cũng sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ và có khả năng làm đảo lộn ngay cả những dự báo đánh giá thuyết phục nhất. Tin tức TV xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!